muốn uống sinh tố. Tớ muốn đi tè. Nếu muốn đi vệ sinh thì trước tiên hãy bật điện lên. Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn uống sinh tố. Tớ muốn đi tè. Nếu muốn đi vệ sinh thì trước tiên hãy bật điện lên. Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn uống sinh tố. Tớ muốn đi tè. Nếu muốn đi vệ sinh thì trước tiên hãy bật điện lên. Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn ăn. Tớ muốn đi ị. Hành động nào đúng khi ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Thật giỏi quá! Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn ăn. Tớ muốn đi ị. Hành động nào đúng khi ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Thật giỏi quá! Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn ăn.
Tớ muốn đi ị. Hành động nào đúng khi ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Thật giỏi quá! Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tôi muốn ăn. Hành động nào đúng khi ở trong nhà vệ sinh nhỉ? Thật giỏi quá! Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn uống sinh tố. Tớ muốn đi tè. Nếu muốn đi vệ sinh thì trước tiên hãy bật điện lên. Dùng giấy vệ sinh tiết kiệm. Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm. Tớ muốn uống sinh tố. Tớ muốn đi tè. Nếu muốn đi vệ sinh thì trước tiên hãy bật điện lên. Hãy xả nước sau khi đi vệ sinh. Hãy dùng nước tiết kiệm.